biệt affluent man xịn và không xịn. Thực sự là có rất là nhiều người họ nghĩ là khi mà họ dating một anh triệu phú, khi mà họ dating một anh có xe đẹp, có công việc hào nhoáng, có những cái danh xưng to tát ở trong công ty ấy, thì là họ dating affluent man. Thực sự không phải vậy. Affluent man cần phải được định nghĩa là một người có bản lĩnh ở bên trong và có nội lực bên trong, và đồng thời họ có một cái sự nghiệp thăng hoa bởi vì họ rất là nhanh nhẹn trong cái công việc của chính họ. Trong cái coaching của Mai có những bạn kiểu dating những người mà có hàng triệu đô thu nhập, và đến khi mà họ nói chuyện về hôn nhân ấy thì cái người đàn ông này nói là tiền của anh là tiền của bố mẹ của anh không hề có một đồng xu nào. Hoặc là những người đàn ông mà có thể bên ngoài xã hội họ có địa vị, có danh xưng, nhưng mà họ không mong muốn những người phụ nữ của chính họ được tự do thoải mái làm điều cô ấy cần, thì những người đàn ông đấy là những người đàn ông ra trường và bảo thủ chứ không hề là affluent man. Họ khá là beta vì họ phải dựa vào việc cái người phụ nữ phải luẩn quẩn và phải ở xung quanh họ thì họ mới cảm thấy an toàn. Đấy là một người beta chứ không phải là một người alpha. Một người affluent man từ thực thụ ấy là họ cần phải có một cái đế nội tâm rất là chắc, họ tự tin đến mức mà họ biết được là bạn cũng rất là tuyệt vời và bạn hoàn toàn có thể có những cái lựa chọn tuyệt vời ở thế giới ngoài kia, nhưng họ tự tin là rồi sẽ luôn luôn quay về với họ, không phải là bởi vì họ manipulate, họ không phải là bởi vì họ có điều kiện tài chính hay là họ có điều kiện gì cả, mà là chính xác là bởi vì họ là một người tuyệt vời. Đấy, đấy là affluent man xịn, và họ sẽ chỉ mong muốn có một người affluent woman xịn thực sự xung quanh họ mà thôi, chứ không phải là một người cầu cứu họ, níu kéo họ hoặc là chèo kéo và họ chỉ để vươn lên một cái danh xưng nào đấy trong xã hội.